Xin chào các bác anh em đã quay trở lại với Quang Huy Audio. Video này thì em gửi đến các bác anh em một cặp loa Marzahn M15. Và cặp loa này là cặp loa xuất Mỹ nha các bác anh em. Cặp loa này thì nó sử dụng 3 loa trên một thân thùng nha các bác anh em. Một bát là bát 25, màng là màng giấy, màng liền với gân luôn nha các bác anh em. Và một cái mít giống như cái mít tàn giải 12 nha các bác anh em. Và một cái chép giấy có một lỗ thông hơi. Và mặt của nó là giống như cái mặt màu đỏ đỏ nha các bác anh em, sẫm sẫm màu. Và cặp loa này thì nó có tổng thể chiều cao, cao là 61. Và mặt ngang là 33. Và hậu sâu là 26. Vâng, cặp loa này thì nó nghe nhạc nhẹ nhàng, nó rất ăn vướng những kiểu dàng acoustic thì rất là hay đấy các bác anh em. Mời các em đeo tai nghe thưởng thức chất âm của cặp loa Marzahn xuất Mỹ này. Rồi đây qua cơn mê, sông cạn lại thành dòng suối về ngọt quê hương. Từng ngón tay em dài vun trọn cuộc tình đây. Sĩ của nó nghe nó chất âm, mít nó lồng lộng như các bác anh em. Và chép của nó là chép giấy lên rất là tơi, nhuyễn. Vâng, toàn bộ phần góc cạnh của cái loa này thì nó còn tương đối đẹp nha các bác anh em. Và đằng sau của nó thì có tem Marzahn 15M. Vâng, hàng xuất Mỹ, USA. Vâng, cặp loa này mà các bác anh em nào muốn sở hữu ấy, thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại ở trên bài đăng. Mức giá đầu tư nó cũng không quá cao, xong rồi cặp loa gọi là cổ này. Các bác anh em xem video mà thấy hay thì nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của bên em đăng lên. Cảm ơn các bác anh em đã theo dõi. Xin chào và chào tạm biệt.